Ngày 26 tháng 4 năm 2018, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn dẫn đầu kiểm tra đột xuất phòng cháy chữa cháy một số chung cư nhà cao tầng tại thành phố Đà Nẵng. Trong ngày, đoàn kiểm tra chung cư Làng Cá, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Đây là chung cư mới một tháng trước từng bị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng phát hiện hệ thống phòng cháy chữa cháy không được bảo dưỡng, chuông báo cháy mất tác dụng, bơm áp lực yếu, thiếu bình chữa cháy. Đến nay, các sai phạm cũ vẫn chưa được khắc phục. Tại chung cư 12T1 gần đó, đoàn phát hiện nhiều bất cập như đường thoát nạn bị cản trở, chiếm dụng, thiếu chỉ dẫn thoát nạn, đốt vàng mã ở cầu thang, người chịu trách nhiệm phòng cháy chữa cháy thiếu kiến thức, cư dân hạn chế nhận thức. Đoàn kiểm tra yêu cầu ban quản lý chung cư khắc phục hạn chế, giao Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố hậu kiểm. Dự kiến, ngày 27 tháng 4, đoàn tiếp tục kiểm tra đột xuất một số nhà cao tầng khác.